Get up. Find your feet. Falling asleep, son. Trước tiên là con cũng xin gửi lời cảm tạ đến quý ông bà tuổi cao cũng cố gắng dành thời gian quý báu để đến chung vui với gia đình của chúng con và cũng chúc mừng cho vợ chồng của con. Tiếp theo thì con xin gửi lời cảm tạ đến ba mẹ của chúng con, nhờ ba mẹ mà cũng tạo điều kiện cho chúng con đến với nhau, tìm hiểu nhau thời gian vừa qua, vượt qua những cái khó khăn thử thách thì cũng chấp nhận cho chúng con và chúng con cũng đến được với nhau và có được một cái ngày rất là hạnh phúc như thế này, và cũng có đầy đủ bà con và chung vui với chúng con. Cảm ơn tất cả những bạn bè cũng dành thời gian rất là nhiệt tình đến từ tối qua để giúp đỡ và cũng có một cái món quà tinh thần rất là đặc biệt gửi đến vợ chồng của Phú và Trinh. Thì xin cảm ơn các bạn rất là nhiều, và trước mặt của ông bà và các bác, cô chú và gia đình thì chúng con xin hứa sẽ cố gắng gìn giữ và xây dựng gia đình hạnh phúc mỗi ngày một tốt hơn. Trong cái 5 năm đấy có nhiều nước mắt xảy ra đổ
Đức Kitô đầu tay ban phúc lành cho tình yêu vô cùng của các con và dùng cái đức đặc biệt làm các con nên phong phú và vững mạnh để các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân như những người đã từng bị thánh thánh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy trước mặt hầu thánh cha hỏi các con về ý định của các con. Anh Pedro cường phú và chị Maria Viễn Trinh, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa không. Thưa con. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa con. Thưa con. Khi tình dục cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em họ hàng suốt đời này. Em Maria Nguyễn Thị Việt Trinh nhận anh Pedro để trường phú làm chồng và hứa sẽ giữ lòng trung thủy và tôn trọng anh. Khi lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Em Maria Nguyễn Thị Việt Trinh, xin em hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy cho anh như nhân cha và con và thánh thần. Anh Pedro Lê Nguyễn Cường Phú, xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em như cha và con và thánh thần. Turn on all the lights.
time I wasted. Another tear ain't ever gonna change it. Ain't gonna pay when I didn't do nothing wrong. Con cũng xin gửi lời cảm tạ đặc biệt đến quý cô, chú, bác cũng không có ngại đường xá xa xôi dậy sớm để mà đến chung vui với chúng con, đặc biệt là tham dự lễ cưới tại nhà thờ để cùng dâng lời cầu nguyện và cho cái đời sống hôn nhân của con sau này. Chúc mừng hai chị hai, chúc mừng chính thức về Thăng Long đầu bạn nha, chúc mừng hạnh phúc, nói gì cũng cùng nhau. Mọi thứ đều là cùng nhau hết nha. Được sự đồng ý của ba mẹ hai bên thì con xin đại diện cho gia đình để nói lên cái lời cảm tạ đến quý ông bà, quý cô bác gần xa trong họ hàng đã không ngại đường xá xa xôi và thời gian cách trở để mà đến chung vui với gia đình, chúc phúc cho con. Theo thì con cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị em trong thân hữu họ hàng và các anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp của chúng con cũng đã đến và chung vui cũng như là chia sẻ cái niềm hạnh phúc trong cái ngày trọng đại và quan trọng, ngày hạnh phúc của gia đình chúng con. Và một lần nữa thì con xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị rất là nhiều và con xin chúc quý vị có một buổi tiệc ngon miệng và nhiều tiếng cười. Con xin cảm ơn. It was late September and I will admit there was love down in my heart. And there's things you'll say around 2 a.m. that you probably shouldn't start. 'Cause you know it's just another late night crush and a little bit of alcohol. But you had a long week, all you wanna do is smile. And if you ever start to wonder if I'm wanting you around, let me wrap you in my big arms, let me love you to the ground.